Mình xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Hôm nay là mình có làm video về trải nghiệm ở trên núi anh em ạ. Bây giờ là buổi trưa rồi thì mình nghỉ làm cơm. Đấy, thằng em đang đẽo lên làm cái thớt để thái ít thịt. Hôm nay chỉ ăn mì thôi anh em ạ. Nước đây. Hôm nay sẽ làm thịt để nấu trong ống tre luôn. Mệt quá anh em mà vừa đi chặt ống nứa về. Thì anh em nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh cho mình nhá. Và đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng chuông bên cạnh ấy ạ. Để theo dõi những video của mình nha. Đây, bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho bữa trưa của mình. Vừa đi nhặt rau này, cái rau này là rất là nhiều gai nhá, nhưng mà mình nhất thiết là ăn rau này luôn. Mình đi nhặt rau này với lại ít rau dớn về mình cho vào ống nữa, mình máy mình ở dưới này, mình đang ở trên đồi cơ. Ui, vất vả, trơn lắm anh em ạ, trơn lắm. Rau này có ít. Đây này, nó là cái rau này này, nhưng mà mình lấy được mấy ngọn thôi. Nhặt thêm ít rau dớn. Các bạn gọi là rau gì đây. Mình chơi vào mang vào ống nữa, mình sẽ làm lên ăn nhé. Mình sẽ nấu vào bằng ống nữa ăn nhé. Cây đây có ngọn nhưng mà lấy kiểu gì được nhỉ, kéo về. Cái này hơi dài dài. Ngọn này hơi dài rồi anh em ạ. Đây. Ngọn này hơi dài. Nhưng mà thôi cũng lấy được cái lá non bên ngoài ấy. Rét quá anh em ơi. Hôm nay nhiệt độ Hà Giang nó rất là thấp nhá. Bây giờ nó chỉ rơi khoảng độ rau dớn nhá anh em nhá. Giờ nó chỉ rơi khoảng độ 7-8 độ thôi. Nhập trong này đi. Nãy là mình có làm cho thịt vào trong ống mình nấu trước rồi, bây giờ mình mới đi nhặt rau. Hết rồi anh em, rau hết rồi. Mùa này thì được kiếm rau rừng nó ít lắm. Thì mình xuống mình nấu rồi. Vào luôn. Cùng thịt thiết hết ở trong này luôn. YouTuber về máy xúc đầu tiên quay cảnh ăn ở trên rừng đúng không? Chỉ có đầu tiên thôi. Đố các bạn tìm ở Việt Nam chắc là vẫn có nhưng mà hiếm. Nói YouTuber là hơi ấy anh em ạ. Đây, ống này. Có thịt thiết đầy đủ luôn nha anh em nhá. Đợi sôi hơi lâu. Con đang ngủ một giấc dậy. Ok. Đang sôi rồi anh em ơi. Nói chung là ống đầy quá mình không nút ấy nữa, mình không nút lá chuối. Có lá chuối thì hay hơn đấy. Nói chung làm không phải là mình không có chỗ về, mình chẳng qua là bây giờ ở Hà Giang rét quá các bạn ạ. Nói chung là mình phải ở lại thì ở trên rừng mình nấu thì nó đỡ phải đi lại, đỡ rét thôi. Chín rồi anh em ạ.
Chín rồi, chín rồi. Cái mì hộp. Thế không phải chín tổ. Mì hộp không phải chín tổ. Đó, chín tổ đó. Cái này cũng đơn giản mà. Mì đâu. Ok. Sao tôi lấy gì cầm ra được anh nhỉ? Đó chú biết nhìn lấy cái gì cầm ra, thôi để anh lấy ra cho ông. Chán thật đấy, chậm này thối chậm. Biết thế anh bảo chú lấy hảo hảo hay coco mi nhanh, 2-3 gói. Chẳng là tiếc mà nó được ít quá. Không nghe, chú không lấy chú thích nữa. Nghe em ăn cái, đói quá. Xúc xích luôn. Để cho nó sôi đi. Cái gì cầm đây này, anh có cái kẹp này rồi, cặp này rồi. Có rau thơm đi béo đâu rồi nhỉ? Rau thơm của anh đã biết đâu rồi. Anh cho vào trong rồi. Đúng thật. Tự sướng vậy hiệp, anh thiệt. Không phải tự sướng, anh đang làm YouTube. Ai bảo anh tự sướng. Tối nay anh quay về để anh chỉnh sửa. Đuốc thời gian chứ hết rồi. Ăn bẩn sống lâu anh em ạ. Thịt ta hôm nay thì không được thịt ngon, cũng toàn thịt mỡ. Rau này mình vừa nhặt về này, nhưng mà bia nó rớt ra ngoài một phần rồi. Ăn đi, ăn đi. Bây giờ mình đã dùng xong bữa trưa rồi. Mình đã vừa dùng xong bữa trưa rồi anh em ạ. Nói chung là ăn uống trên máy thì chẳng có gì, nói chung trên rừng núi thì có gì thì ăn đấy, ít rau rừng với lại cộng thêm bát mì thôi. Nói chung là nếu mà hôm nào đi mang gạo đi ấy, thì mình sẽ nấu cơm một cái ống nứa này thì cũng rất là ngon luôn, nhưng mà hôm nay mình không mang gạo đi. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã xem video clip của mình ạ. Nói chung là video mình hôm nay mình chỉ làm video ngắn gọn thôi, tóm tắt thôi chứ không làm chi tiết nha anh em nhé. Chỉ được quay tóm tắt về cảnh rừng núi của mình thôi. Cái đấy để anh quay video. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video clip nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng chuông để đăng ký kênh cho mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.